Vào lúc 10 giờ 50 phút sáng nay, tàu Hải Phòng 02 của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải Hải Phòng với 11 thuyền viên đang di chuyển từ Hòn La đi Quảng Bình đã bị cháy cabin tại vị trí cách cửa biển Hà Tĩnh 10 hải lý về phía đông bắc. 11 thuyền viên đã rời cabin tập trung về mũi tàu. Tàu chạy tự do, không người lái trong điều kiện thời tiết biển sóng gió lớn. Trước tình huống khẩn cấp này, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SIR-274 đang thường trực tại Quảng Bình đi cứu nạn. Đến 13 giờ 40 phút, tàu SIR-274 đã tiếp cận tàu bị nạn, tiến hành các biện pháp để chống cháy tàu Hải Phòng 02. Thời tiết biển sóng cấp 6, trong khi tàu Hải Phòng 02 chạy tự do với tốc độ từ 9 đến 10 hải lý trên giờ, không thể kiểm soát được, gây khó khăn và nguy hiểm cho tàu SIR-274 cũng như ảnh hưởng tới việc chữa cháy. Đến 14 giờ 40 phút, tàu SIR-274 đã khống chế được đám cháy tại cabin, máy chính tàu Hải Phòng 02 đã được tắt. Hiện tàu SIR-274 đang lai dắt tàu Hải Phòng 02 cùng với 11 thuyền viên hành trình về cảng Vũng Áng.